Chào tất cả các anh chị quý nhà đầu tư. Hiện tại thì Mỹ Luân đang đứng trên trục đường Ninh Mã ở tại thôn Cổ Mã, xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Và phía sau của Mỹ Luân đó là khu tái định cư Ninh Mã, một trong những cái tuyến đường chính mà tại khu kinh tế Vân Phong hiện tại các nhà đầu tư đang quan tâm. Đây là khu tái định cư có tổng diện tích là 6,6 hectare, với tổng các cái lô nền ở đây để cung cấp cho nhà dân bị ảnh hưởng trong cái tuyến đường cao tốc Bắc Nam, là 171 lô sẽ cấp cho các hộ dân nằm trong tuyến đường quy hoạch mà cao tốc Bắc Nam. Và trục đường Ninh Mã này là một trong những cái trục đường chính sẽ nối từ quốc lộ 1A đến với tuyến đường DT651 chạy thẳng xuống cảng Đầm Bôn. Và ngày hôm nay thì Mỹ Luân sẽ đưa đến với tất cả các anh chị quý nhà đầu tư một số các hình ảnh của khu tái định cư Ninh Mã, tuyến đường của Ninh Mã quy hoạch 20m và nối thẳng xuống đường DT651 ở phía bên tay trái, tay phải của Mỹ Luân là khu tái định cư, và bên tay trái thì chúng ta sẽ chạy ra đường quốc lộ 1A và nối với biển Đại Lãnh, cũng như là biển ở đường DT651 là một trong những cái bãi biển đẹp nhất ở tại khu tái định cư. Ngoài ra, ở tại khu vực này thì phía bên dưới của khu tái định cư sẽ là khu lấn biển mà tập đoàn Sun Group đã xin chủ trương để đầu tư, lấn biển ra là 3 km. Và bây giờ thì hãy cùng theo chân Mỹ Luân để xem tiếp những hình ảnh tiếp theo nhé. Hiện tại thì Mỹ Luân đang di chuyển trên tuyến đường Ninh Mã, đây là khu tái định cư, ở đây đang làm hạ tầng, mở đường rất là rộng. Đây là cái tuyến đường mà trên quy hoạch tỷ lệ 1/2000 sẽ quy hoạch 20m. Còn đường hiện trạng là phía dưới khu vực dân cư thì là đường trải nhựa, rộng khoảng 8m. Trên các cái sổ của người dân ở tại nơi đây thì hầu như là đều thể hiện là đường quy hoạch 20m, khu dân cư hiện hữu. Và đây là một trong những cái tuyến đường trục chính khu dân cư được giữ lại trên quy hoạch tỷ lệ 1/5000 trong cái quy hoạch của khu kinh tế Vân Phong, và rất là gần với biển. Nếu mà đến Vân Phong á, thì trục đường này là trục đường chính, và chỉ có trục đường này mà mới có những cái sản phẩm bất động sản mà gần với lại biển. Khu dân cư hiện hữu, nhà thờ, trường học các cấp đều hội tụ ở khu vực này, thuộc về xã Vạn Thọ phía bắc của Vân Phong. Bên phía tay phải mà trên trục đường này chúng ta đang di chuyển thì sẽ là khu lấn biển của tập đoàn Sun Group sẽ triển khai sớm. Còn bên phía tay trái, cách trục đường Ninh Mã này từ 400m theo đường chim bay thì sẽ ra là cái bãi biển đường DT601. Thì trên cái đường DT601 nối từ quốc lộ 1A xuống đến Đầm Môn thì sẽ có 5km là đất, cây xanh, công viên, và bãi biển này là bãi biển dân sinh. Để đầu tư ở trên trục đường này thì nhà đầu tư có thể là mua để ở hoặc là mua để đầu tư kinh doanh khai thác. Sau này nếu như mà các dự án phát triển lên thì trục đường này sẽ là trục đường chính. Nếu mà xây các khách sạn, homestay thì có thể là khai thác về lưu trú. Du khách có thể là tắm biển ở gần đây, hoặc là vui chơi ở khu lấn biển của Mã Tu Bông, hoặc là đi ra khu cảng, đảo Hòn Lớn, núi Khải Lương và điểm cực đông của Tổ quốc. Thì ở khu vực này di chuyển trong bán kính đến với các cái khu du lịch sẽ rất là gần. Và từ quốc lộ 1A để mà đi trên trục đường này nối với đường DT651 xuống thôn Tuần Lễ này á, thì khoảng tầm là 3km thôi ạ. 3km này thì số lượng sản phẩm không nhiều, và nên nếu như mà các anh chị quan tâm thì chúng ta hãy liên hệ sớm nhé.